vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Hai Bà Trưng. Hôm nay thì Kiên sẽ đưa mọi người đi thưởng thức một trong những cái món cháo ếch mà nó rất là nổi tiếng ở chợ Tân Định nhá. Cái quán cháo ếch ở đây thì một buổi tối thì bán rất là khủng luôn, và nấu thì rất là nhiều nồi nha. Nên là Kiên muốn quay lại chia sẻ với cả nhà. Giờ Kiên mời cả nhà hãy cùng theo chân Kiên nhá. Thì cái quán cháo ếch này nó nằm ở ngay cái phía bên hông chợ Bà Chiểu quý vị ơi. Đây cả nhà thấy không? Các anh đang nấu cháo ếch này. Cái này bán rất là khủng. Em chào anh. Đây quý vị thấy không? Nấu cháo ếch rất là nhiều nồi. Một buổi tối chắc phải nấu cả mười mấy gọi là cả ngàn phần đấy quý vị. Rất là đông khách nhé. Bên này đây này, nấu hai bên luôn. Đây này, đây không? Nấu bên này bên kia luôn. Đây anh đang bỏ vô trong này. Ngồi thì ngồi, chúng ta ngồi phía bên này này, có cả ngồi phía bên này nữa nhá. Ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh nhỉ? Bán từ 7 giờ tới 2 giờ. 7 giờ tới 2 giờ, 2 giờ sáng. 2 giờ sáng anh. Dạ. Một phần ở đây là bao nhiêu anh? Một phần ở đây là 2 con 60, 3 con 90. 2 con 60, 3 con 90. Lát nữa anh làm cho em phần 2 con nhé. Em cho em hơi cay. Ủa, cái này là mình anh sắp lên vậy cho nó nhanh chín hả? Cho nó lẹ. Cho lẹ, sắp lên vậy cho lẹ. Thấy không? Nấu ghê không? Một lần nấu là phải là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bên kia nữa là khoảng 30 lần, 30 nồi một lần nấu á. Mà khách là không kịp luôn, nấu không kịp luôn. Cái này nước này là nước tương, nước xì dầu anh? Không, cái này nước sốt Singapore. Nước sốt Singapore. Okay. Quán này mình mở lâu chưa anh nhỉ? 6-7 năm. 6-7 năm à? Đây này, bên này là cái khu mà gia vị này. Ví dụ như là hành này, ớt này, rồi cái này là gừng. Đây là sắp nồi đấy quý vị ơi. Cái này là ếch chằng ướp đá, ếch sẵn. Một bịch này là một nồi. Một bịch này mấy con? Hai con. Hai con đúng không? Mặc định một phần của em là hai con. Ở đây là mình bán khách đông vậy, nấu hai bên mà không kịp luôn không ạ? Chỉ có một bếp chính bên kia là nấu thôi, bên này là sơ chế sẵn. Bên này sơ chế cho nó sôi, nó chín chứ. Nó sôi, nó chín. Đúng rồi. Bên kia nấu chín, bên kia. Đúng rồi. Đây là ếch này quý vị. Wow, này làm nhanh quá. Một phần là mỗi gọi là miếng gừng này, ớt này, hành này. Cái ớt khô này là ớt khô này có cay không? Dạ không, không cay. Giảm nó thơm luôn. Nó thơm ớt và giảm cái độ tanh của ớt. Giảm độ tanh của ớt. Đây cả nhà thấy là khách bên này rất là đông. Đang đổ xì dầu, đổ cái nước sốt Singapore. Ở
Sài Gòn thì đây là một trong những cái địa điểm mà ăn cháo ếch là khá là nổi tiếng ở Sài Gòn đấy quý vị. Quý vị cứ lên mạng search là cháo ếch chợ Tân Định là nó tất tần tật các cái trang mạng nó đều chia sẻ về cháo ếch chợ Tân Định. Chai này nấu là bếp chính rồi, còn bên kia là bếp phụ nấu sơ chế cho nó sôi lên, rồi đem sang bếp này nấu. Ngồi thì chúng ta sẽ ngồi phía bên này nữa này. Đó, thì bên này có chỗ ngồi luôn. Rất là nóng nhé, tại vì cái bếp này là nó than không à, rất là nóng nha quý vị. Đây là ếch này, ếch người ta đem sẵn ra ngoài này, cứ một bịch này là hai con này. Đây cả nhà thấy là không còn chỗ ngồi luôn nha. Rồi chào, cảm ơn. Đây thì bán nhân viên gọi là luôn luôn tay không có được nghỉ. Đây mọi người có thể là liên hệ với cái số điện thoại này này, 0934 797 989, chào ếch Singapore Tân Định. Giờ chúng ta sẽ vào trong bàn ngồi và thưởng thức cháo ếch ở đây nha quý vị ơi. Bán cây cây lượng ở vô chợ.
hơi tối. Rồi, cảm ơn. Táo đây thì mình ăn với lại mè. Nếm thì nấu này rất là vừa.